Chào mừng các bạn đã đến với Luận BK Channel. Sau đây là những thông tin chính đáng chú ý của bóng đá thế giới diễn ra trong đêm ngày 13 tháng 7 và dạng sáng 14 tháng 7 năm 2023. Fabinho được liên hệ đến Al Ittihad. Mặc dù Al Nassr bị cấm đăng ký cầu thủ mới, nhưng cũng chẳng làm các câu lạc bộ bên Ả Rập thấy sợ hãi. Họ vẫn tiếp tục mạnh tay trong việc mua các cầu thủ ngôi sao trên toàn châu Âu. Mới nhất là trường hợp của Fabinho, tiền vệ phòng ngự đẳng cấp bên phía Liverpool. Đội bóng Ả Rập Al Ittihad sau khi có được Benzema cùng Conte thì vẫn muốn bổ sung thêm chất thép cho hàng tiền vệ. Dự kiến họ sẽ đưa ra mức giá 40 triệu bảng nhằm thuyết phục Liverpool nhả người. Nhưng lữ đoàn đỏ muốn tìm được người thay thế trước rồi mới bán Fabinho. Asmir Begovic chuẩn bị gia nhập Queen's Park Rangers. Thủ môn được mệnh danh là cầu thủ quốc dân một thời trong tựa game FIFA 4 với chiều cao 1m99 cùng sải tay dài. Sau nhiều năm chinh chiến, kinh qua rất nhiều đội bóng nổi tiếng như Stoke, Chelsea, Everton, AC Milan. Giờ đây ở tuổi chạm ngưỡng 37, anh chọn bến đỗ tiếp theo của sự nghiệp là Queen's Park Rangers, đội bóng thuộc giải hạng nhất Anh. Buổi kiểm tra y tế được lên lịch trong tuần này. Bản hợp đồng của thủ môn này với QPR có thời hạn 1 năm. Tài năng trẻ của PSG trên đường gia nhập RB Leipzig. Enchandai Bichiabu, trung vệ người Pháp sinh năm 2005, với chiều cao của một gã hộ Pháp, 1m96, nặng 95 cân, được coi là một trong những viên ngọc sáng giá của lò đào tạo PSG. Anh cũng từng được thử sức một vài trận trong đội hình 1 của PSG mùa vừa rồi. Nhưng vì còn quá non trẻ nên không thể cạnh tranh vị trí chính thức được với Skriniar hay Lucas Hernandez mới mua về. Anh lựa chọn gia nhập Leipzig để có nhiều cơ hội phát triển hơn. Mức phí 15 triệu euro, các điều khoản cá nhân cũng đã được thông qua. Liverpool đòi hỏi mức giá 10 triệu bảng cho Jordan Henderson. Trước sự nhăm nhe đến từ Al Ittihad giải Ả Rập, thì lữ đoàn đỏ cũng hiểu được thật khó để giữ chân đội trưởng Jordan Henderson ở lại sân Anfield. Họ cũng đã xác định một mức giá tối thiểu cho tiền vệ người Anh là 10 triệu bảng. Câu lạc bộ giải Ả Rập dự kiến sẽ đàm phán thêm một thời gian nữa với Liverpool nhằm giảm mức phí ấy xuống. Nếu đến Al Ittihad thì Henderson sẽ gặp lại người tiền bối của mình khi xưa, huyền thoại Liverpool Steven Gerrard, người đang làm huấn luyện viên của câu lạc bộ này. Inter Milan chính thức đưa ra lời đề nghị thứ hai dành cho Chelsea để mua Lukaku. Chứng kiến Lukaku quậy phá, làm nũng để năn nỉ Inter mua mình, thì câu lạc bộ nước Ý cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định đề nghị chính thức lần thứ hai để thuyết phục Chelsea nhả người. Chi tiết của mức phí sẽ là mượn 1 năm kèm điều khoản chắc chắn mua đất vào năm sau với tổng 25,7 triệu bảng. Số tiền đó sẽ được trả góp trong nhiều năm và chắc chắn con số ấy còn cách khá xa cái mức 40 triệu bảng mà Chelsea cần. Hai bên sẽ lại đàm phán rất nhiều lần nữa để đi đến thống nhất chung. West Ham đang thấy bực mình vì sự chậm trễ của Arsenal. Mặc dù hai đội đã thống nhất thỏa thuận miệng với nhau về trường hợp Declan Rice, 100 triệu bảng trả trong 2 năm và thêm 5 triệu phụ phí. Thế nhưng đã trôi qua 8 ngày rồi mà đại diện bên phía Arsenal vẫn rất chậm trễ trong việc ký chính thức các giấy tờ liên quan đến thương vụ chuyển nhượng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình mua người cho West Ham và họ đang tỏ ra rất bực mình. Có điều không thể quay xe trong vụ này được. Declan Rice vẫn chắc chắn về Arsenal, chỉ là chậm hơn dự kiến một chút. Everton đàm phán để mang về Anthony Elanga. Tiền đạo cánh người Thụy Điển gần như đã không còn vị trí trong đội hình nhiều cầu thủ chạy cánh chất lượng của Man United. Anh rất muốn tìm một hướng đi mới cho mình bằng các câu lạc bộ khác với tầm vóc nhỏ hơn. Khá nhiều đội bóng tầm trung đã để ý đến anh kể từ tháng 1 tới giờ, nhưng chỉ có mỗi Everton là nghiêm túc nhất và sốt sắng nhất để mang anh về. Họ đưa ra mức giá gần 20 triệu bảng và có vẻ mức giá này sẽ được MU chấp nhận vì quả thực Elanga rất khó có tương lai dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. FIFA chính thức xác nhận lệnh cấm dành cho Al Nassr. Sau những gì báo chí đăng vào ngày hôm qua, thì đến giờ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng đã công khai xác nhận lệnh cấm dành cho câu lạc bộ giải Ả Rập Al Nassr. Lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới đã được áp dụng ngay từ hôm qua. Thế nhưng không phải là lệnh cấm vĩnh viễn. Chỉ cần bên phía đội bóng Ả Rập thanh toán nốt khoản tiền 390.000 bảng còn nợ với Leicester City là sẽ được gỡ. Lệnh cấm này cũng không ảnh hưởng đến việc Al Nassr tiếp tục mua thêm những cầu thủ khác, chỉ là chưa đăng ký được mà thôi. Atalanta đưa ra mức giá điên rồ cho Rasmus Højlund. Tiền đạo măng non người Đan Mạch đang được khá nhiều đội bóng lớn để ý đến mùa hè này. Hiện tại đang có hai ứng viên sáng giá nhất để cạnh tranh Højlund chính là Man United cùng Chelsea. Nhận thấy cơ hội ấy, câu lạc bộ chủ quản Atalanta đã hét toác cả mồm, đòi nhận được 100 triệu euro nếu ai muốn mua tiền đạo ấy. Mức giá được nhận định là khá điên rồ vì anh này mới nổi chưa lâu. Gần nhất MU đã đưa ra lời đề nghị 50 triệu bảng kèm Mason Greenwood cho mượn nhưng bị từ chối ngay lập tức. Onana đã gần MU hơn bao giờ hết. Thương vụ thủ thành Andre Onana từ Inter về MU cũng đã tốn thời gian và công sức chẳng khác nào Mao từ Chelsea về MU, cũng là đàm phán để giảm giá vài triệu bảng so với yêu cầu ban đầu. Bây giờ thương vụ gần như sẽ được chốt lại với mức giá tổng 55 triệu euro, ít hơn 5 triệu so với những gì mà Inter mong muốn. Chi tiết là 50 triệu trả thẳng kèm 5 triệu phụ phí. Có được số tiền này, đội bóng nước Ý ngay lập tức sẽ đập vào thương vụ chàng trai làm nũng Lukaku. Domino chuyển nhượng đang được vận hành. Vừa rồi là những thông tin bóng đá thế giới đáng chú ý trong đêm ngày 13 tháng 7 và dạng sáng 14 tháng 7 được tổng hợp bởi Luận BK. Hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.